đây mới trở ra giày nhất chắc đấy. Bài hát nói nhiều cổ động viên ngầu ngầu lắm. À, xin chúc mừng bạn Lê, à, xin lỗi bạn Nguyễn Thị Thu Huyền từ lớp 10A1. 10A1 ngồi đâu? 10A1. Úi giời ơi, năm nay còn rất nhiều chỗ ngồi. Có nghĩa chúng ta là cổ vũ động viên bạn đi xa được không? À, một lần nữa chúng ta cho bạn Hiền một tràng vỗ tay lớn để chúc mừng bạn với ca khúc Việt Nam Tôi. Và tiếp theo, xin mời bạn Lữ Thị Nhật Huyên đến từ lớp 11C2 với